Thế còn bên đây ấy, thì là ông đã làm cái nhà từ trước đến nay rồi, thì cũng chia ra bằng nhau, thì nó sân nó đến đến đâu thì nó đến, và tùy theo sau này thì thống nhất với nhau là để như thế hay là chia nó ra, thì cái đó nó phải có sự thống nhất của ba bên. Thế đấy là cái mục đích của nó là như thế. Thì bây giờ là chú Hậu, thì tôi đã bàn với chú Hậu là làm các cái thủ tục mà người ta tư vấn cho mình, ví dụ như là thừa kế này, ví dụ như xin giấy chứng nhận của ủy ban địa phương này. Bây giờ thì là nên hỏi hỏi người ta để người ta tư vấn cho ở phòng công chứng ở thị xã này. Đấy, thế thì bây giờ là chú Hậu có nhiệm vụ là nói lại để ông cháu nghe xem là chú nên người lấy người ta tư vấn như thế nào. Đấy, và cái cách làm bây giờ phải tiến hành như thế nào. Đấy, thì là thì sau khi